Vừa qua, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức buổi họp mặt đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với công nhân lao động lần thứ 11 năm 2024. Thông qua chương trình là dịp để lãnh đạo tỉnh thông tin về những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước có liên quan đến công nhân lao động và lắng nghe giải quyết những vấn đề người lao động quan tâm. Tại buổi họp mặt, công nhân lao động có nhiều kiến nghị đề đạt với lãnh đạo tỉnh về tình hình việc làm, thu nhập, đời sống, quan hệ lao động, chế độ chính sách, quy định của pháp luật có liên quan đến người lao động. Trong đó, nhiều ý kiến đề cập đến tình hình an ninh trật tự, cơ sở vật chất, phương tiện, đáp ứng nhu cầu đi lại làm việc của người lao động. Thì em cũng mang theo cái gửi gắm của anh chị em người lao động, đó là cái việc mà tín dụng đen đang xâm nhập vào trong cái đời sống người lao động, ví dụ như phát tờ rơi hoặc là trên cái không gian mạng thì có thể là tuyên truyền về báo chí hoặc là trên tivi thì nó có rất là nhiều về cảnh báo về cái tín dụng đen, nhưng mà bà con anh chị em ở vùng sâu vùng xa vẫn có người vướng phải, là cho nên là cũng mong đến ban lãnh đạo có đề ra những cái biện pháp, những cái giải pháp xử lý triệt để. Các tuyến xe buýt tỉnh Bến Tre hoạt động rất nhiều trên các trục lộ địa bàn tỉnh. Do các tuyến đều không liên kết với các khu cụm công nghiệp trên địa bàn, cũng như các bến xe buýt chưa có nơi để giữ xe cho người dân và người lao động tham gia hoạt động công xe công cộng. Anh em kính đề nghị ban lãnh đạo tỉnh có những định hướng giải quyết hoạt động tuyến xe buýt, góp phần nâng cao sử dụng dịch vụ xe công cộng, hạn chế sử dụng xe cá nhân để góp phần đảm bảo an toàn giao thông cho người lao động. Cùng với đó, người lao động quan tâm các thiết chế văn hóa như nhà ở công nhân, nhà văn hóa, y tế, khu vui chơi giải trí, phục vụ nhu cầu thiết thực về đời sống để họ an tâm sản xuất. Hiện nay trên địa bàn các cụm khu công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp thì cái việc mà nhà ở xã hội và nhà ở chung cư cho người lao động thì đang là không có. Thì một vài công nhân lao động thì muốn đi làm thì có thể là thuê nhà trọ, hoặc là cả gia đình đi làm thì phải thuê nhà trọ, hoặc là phải đi làm xe, có anh chị đi làm trên 15 km, con nhỏ thì sẽ gửi cho ông bà tại gia đình để chăm sóc. Thì điều này dẫn đến là các anh chị sẽ không có an tâm trong việc để mà tập trung vào lao động. Thì cũng mong ban lãnh đạo xem xét sớm việc quy hoạch các khu nhà ở xã hội hoặc là các khu chung cư để các anh chị công nhân lao động có thể tập trung vào sản xuất, một phần để góp phần cho doanh nghiệp và địa phương cùng phát triển. Việc tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao cũng được công nhân lao động ở các khu công nghiệp quan tâm, kiến nghị ngành chức năng lãnh đạo tỉnh quan tâm tạo điều kiện nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động. Là để đáp ứng được cái nhu cầu về văn hóa, văn nghệ, thể dục và thể thao cho công nhân lao động để mà làm việc tại các khu công nghiệp. Sau những giờ hoạt động tại doanh nghiệp thì em đề nghị các ngành chức năng như Sở Văn hóa, Văn nghệ, Thể dục, Thể thao, Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh định kỳ tổ chức các hoạt động về thể thao, tổ chức các giải bóng đá, bóng chuyền, cầu lông trong các khu công nghiệp để cho công nhân lao động có dịp tham gia nhằm nâng cao đời sống tinh thần và rèn luyện sức khỏe, góp phần làm việc tốt hơn tại doanh nghiệp. Thời gian tới rất mong lãnh đạo tỉnh quan tâm chỉ đạo thường xuyên định kỳ tổ chức biểu diễn những trích đoạn cải lương, tiết mục đờn ca tài tử của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch biểu diễn tại các khu công nghiệp, các điểm tham quan du lịch nhằm phục vụ đời sống tinh thần, đồng thời tuyên truyền về truyền thống cách mạng và quảng bá rộng rãi hơn nữa giá trị nghệ thuật đờn ca tài tử đến người lao động, các du khách trong và ngoài tỉnh, du khách nước ngoài. Thời gian qua, lãnh đạo tỉnh chỉ đạo các cấp ngành liên quan phối hợp với tổ chức công đoàn thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ nhằm tạo việc làm, nâng cao thu nhập cũng như quan tâm cải thiện về điều kiện làm việc, chăm lo toàn diện đời sống vật chất tinh thần cho công nhân lao động. Đối với kiến nghị của công nhân lao động về vấn đề tín dụng đen thì tôi đề nghị là Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Bến Tre tham mưu chỉ đạo cho hệ thống các ngân hàng thương mại, ngân hàng chính sách xã hội, các quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh chủ động tham gia tích cực vào các cái hoạt động kinh tế xã hội của tỉnh, đáp ứng kịp thời nhu cầu về vốn, nhu cầu về dịch vụ ngân hàng chính đáng của doanh nghiệp và người dân, trong đó có công nhân lao động, góp phần xóa tín dụng đen trên địa bàn, xây dựng một xã hội lành mạnh. Đồng thời, tôi đề nghị Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo các cấp
công đoàn rà soát nhu cầu về vốn của người lao động trên địa bàn để triển khai các gói tín dụng đến đoàn viên và người lao động nhằm mang lại lợi ích thiết thực cho đoàn viên công đoàn, người lao động, từng bước đẩy lùi tình trạng tín dụng đen trong các cái khu công nghiệp, khu nhà trọ của công nhân. Thường trực tỉnh ủy giao cho Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh chủ trì phối hợp với Ban dân vận tỉnh ủy, Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các cơ quan có liên quan giám sát việc giải trình, thực hiện các kiến nghị thuộc trách nhiệm của các sở, ban ngành và địa phương, định kỳ báo cáo kết quả về Thường trực tỉnh ủy theo dõi chỉ đạo, đồng thời đề nghị Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục nghiên cứu có giải pháp gắn kết với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam để sớm triển khai đầu tư xây dựng thiết chế công đoàn ở các cái khu công nghiệp để tạo điều kiện cho công nhân lao động có nơi ở, gửi trẻ, vui chơi, giải trí để tái tạo sức lao động, phục vụ tốt cho sản xuất và sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà. Quyền Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh mong muốn thời gian tới, công nhân lao động tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, làm tốt công việc và tích cực tham gia các phong trào hành động cách mạng tại cơ quan đơn vị địa phương, góp phần xây dựng giai cấp công nhân ngày càng vững mạnh.